cô Trần Thị Hảo liên tục 4 năm chiến thị thi đua. Bác đặc biệt khen phụ nữ thì chắc các chú không có ghen. Bởi vì như thế này là trong 1.000 hơn 1.000 đại biểu mà chỉ có hơn 160 phụ nữ, như thế nó còn ít, nó còn lép, đừng phải tăng lên nữa, đừng phải mà các chú phải giúp. Các đồng chí đại biểu và anh hùng chiến sĩ thi đua lao động tiên tiến đã đưa hết tinh thần sáng tạo và ý chí cuột cường vượt mọi khó khăn để không ngừng nâng cao năng suất lao động, hoàn thành vượt mức kế hoạch nhà nước. Thế là các đồng chí đã trở thành những người trung phong của nhân dân ta trong phong trào thi đua yêu nước, trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa. Trong phong trào thi đua yêu nước thì bác muốn nhấn mạnh mấy điều. Trong phong trào thi đua yêu nước thì chúng ta cần phải làm đúng khẩu hiệu nhiều, nhanh, tốt, rẻ, nâng cao không ngừng năng suất lao động thì kết quả sẽ là nhiều và nhanh. Nhưng nếu sản xuất ra nhiều mà phẩm chất kém thì sẽ gây nhiều lãng phí cho nhà nước, cho nhân dân. Có khi không cần phải giải thích. Thí dụ như nói mà cái cốc này mà làm ra rồi bán thì bán nhiều đấy, làm ra nhiều đấy, nhưng mà dùng được 2 hôm thì nó hỏng. Thế rồi là nhà nước thì phải làm lại mà nhân dân lại phải mua lại, như thế có phải là lãng phí cho nhà nước với nhân dân không? Có phải thế không? Cho nên mà như thế đấy, làm nhiều mà không tốt đấy, mà phẩm chất kém mà, thì sẽ gây nhiều lãng phí cho nhà nước, cho nhân dân. Vì vậy thì khi sản xuất thì phải đảm bảo chất lượng cho tốt. Nếu sản xuất ra nhiều và tốt nhưng giá đắt quá, ít người mua được, thì hàng hóa sẽ ứ lại, sản xuất sẽ bế tắc và không nâng cao được đời sống của nhân dân. Vì vậy sản xuất đã phải nhiều nhanh, tốt lại phải rẻ. Muốn đạt mục đích đó thì phải ra sức tiết kiệm tiền vốn, tiết kiệm sức người, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm lương thực, tiết kiệm nguyên liệu, vật liệu. Nếu mỗi năm mà chúng ta tiết kiệm được từ 5 đến 10% thì chúng ta sẽ có thêm khoảng 100 triệu đồng để xây dựng thêm nhà máy, để sản xuất thêm, để nâng cao thêm đời sống của nhân dân. Trong phong trào thi đua, rất nhiều sáng kiến nảy nở. Chỉ trong năm 1961, ở các nhà máy, các hầm mỏ, công trường, hợp tác xã, nhà thương, trường học, các đơn vị bộ đội v.v. tất cả đã có hơn 3 vạn sáng kiến, thế là không ít. Điều đó chứng tỏ là nhân dân lao động ta rất thông minh, có thông minh cũng có sáng kiến. Mà vì vậy, cán bộ và cơ quan phụ trách cần phải tổng kết, phân tích
chọn lọc và phổ biến những rộng rãi những cái sáng kiến đó thì kết quả sẽ gấp bội. Mấy điểm quan trọng nữa là kỷ luật lao động thì phải thật nghiêm, tinh thần cảnh giác phải thật cao. Trong khi chúng ta ra sức sản xuất thì nhân dân ta phải luôn luôn sẵn sàng đập tan âm mưu địch phá hoại cái thành quả lao động của chúng ta. Quân đội, công an, dân quân thì cần phải tiếp tục phát huy truyền thống chiến đấu dũng cảm, củng cố quốc phòng, bảo vệ trật tự an ninh. Chúng ta ra sức xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đồng thời từng giờ từng ngày chúng ta phải nhớ đến là đồng bào ta ở miền Nam đang đau khổ dưới chế độ phát xít dã man của Mỹ Diệm và đang đấu tranh vô cùng anh dũng. Mỗi một tấm than, mỗi một cái máy, mỗi một tạ lương thực, vân vân mà chúng ta tăng gia thêm và tiết kiệm được đều giúp vào cái tốc độ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đều là ủng hộ cuộc đấu tranh anh dũng của đồng bào miền Nam, đều là góp phần thực hiện hòa bình, thống nhất nước nhà. Công việc của chúng ta ngày càng phát triển, chúng ta phải khắc phục nhiều khó khăn, nhưng nhân dân ta cần cùng cù và dũng cảm. Trong thời kỳ cách mệnh và thời kỳ kháng chiến và ngày nay trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhân dân ta luôn luôn tin tưởng ở Đảng, đoàn kết khăng khít với Đảng ta. Anh hùng chiến sĩ thi đua và lao động tiên tiến phải làm đầu tàu lôi cuốn người khác cùng tiến bộ, đồng thời phải luôn luôn khiêm tốn, chớ có thấy nơi mình là anh hùng chiến sĩ rồi mà như thế này. Luôn luôn cố gắng học hỏi thêm để tiến bộ không ngừng. Đảng viên, đoàn viên thanh niên và cán bộ công đoàn phải làm gương mẫu trong mọi công việc. Như vậy thì đội ngũ lao động to lớn của chúng ta nhất định khắc phục được mọi khó khăn, đánh thắng được sự bần cùng và lạc hậu, xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân ta ngày thêm sung sướng vui tươi. Miền Bắc nước ta lớn mạnh thì càng làm cho đồng bào ta ở miền Nam thêm hăng hái đấu tranh. Tổ quốc ta mau đến ngày thống nhất mà Nam Bắc mau sum họp một nhà. Có làm được những điều bác vừa nói không? Quyết tâm không? Chúc cuối cùng là chúc các đại biểu, các chiến sĩ anh hùng thi đua mạnh khỏe, vui vẻ và luôn luôn tiến bộ hết.